Chào các em. Chào các cô. Tức cô em thôi về. Các em về nha, nhớ tới trường cô dạy thêm cho. Tức cô em về. Chào cô giáo. Chào bác. Hôm nay bác về sớm vậy? Nhà không có ai, về lo cho mấy đứa nhỏ đi học mà. Dạ. Hôm nay cô giáo mua nhiều đồ vậy? Dạ. Hôm nay là sinh nhật ông lớn nhà cháu ạ. Anh phải ra đi. Cái cuộc sống khó khăn chật vật này buộc anh phải như vậy. Ba hôn ly vĩnh biệt em. Con được vỗ tay nhiều quá má. Má thấy hoa có đẹp không? Má ơi, má có nhớ hôm nay là ngày sinh của ba? Thank you.
Do re mi fa son la si do. Do si la son. Tôi nói lần chót đó. Con chào má. Con chào bác đi học ạ. Ly, xe đạp kìa. Thì má cũng phải tới trường. Má cứ đi bộ hoài. Con chào má con đi học. Con chào bác con đi. Con đi nha. Hai mẹ con chung nhau một cái xe đạp. Cháu nó sợ mẹ đi làm mệt. Tôi biết ở thành phố này không nhà nào nghèo mà đã dám cho con đi học nghệ thuật. Chị thông cảm cho. Lương giáo viên như tôi. Tôi nói là nói vậy. Việc ai người nấy biết. Cô nghe đi. Cô thiếu tôi 2 tháng tiền nhà. Cô lo sao thì lo. Lát nữa tôi quay lại. Ăn gì mà ăn hoài vậy? Trời ơi, sáng sớm đã không chịu dọn hàng để cho tùm lum tà la cái gì này. Coi cho sao được đây. Rồi. Làm ơn gánh đi chỗ khác giùm tôi đi. Cứ để ngay hàng ta ra buôn bán gì được chứ. Nè. Để đó coi được không? Làm ơn kiên lại đây giùm tôi đi. Trời đất ơi, buôn bán gì kỳ cục vậy? Không biết gì hết trơn à. Cô Loan. Ủa, Cam Ly đó hả? Dạ, cháu chào cô. Thằng nào vậy? Bồ mày đó hả? Dạ. Cái ngữ này thì mày có đủ hơi cay để nuôi nó suốt đời không vậy? Số của cô á, khổ đã đành rồi. Nè mì, ăn sáng chưa cháu? Mì ngang. Dạ cháu ăn rồi. Không ăn. Nè, cho một tô mì ít bánh, nhiều thịt, thêm xíu quách. Cho 3 trứng hột gà nghe không? Nè, lẹ lên. Rồi. Hôm rồi cô coi tivi thấy cháu hát, cô mừng ghê vậy đó. Chừng nào tốt nghiệp vậy cháu? Dạ tháng sau. Cô Loan ơi, sáng nay con thấy bà chủ nhà đến tìm. Con thấy lo thế nào á. Con phải tìm báo cô. Vậy hả? Vậy còn chú Quân đâu? Con có thấy chú Quân qua chơi không? Dạ, đã lâu con không thấy chú Quân qua chơi cô. Con đoán chú Quân đi công tác xa. Kỳ thiệt. Cái ông Quân này kỳ thiệt á. Ê! Dạ, chị không xuống qua bên kia đi. Qua bên kia chị Sáu nha. Dạ. Nhanh lên đi em ơi. Ghe đã giao 100 tấn rồi mà. Đúng đây nha anh. Còn mấy ghe nữa nghe ông Thành ơi. Dạ, chịu nhậu nha. Đó. Cha nội. Để cha đâu? Đi tiếp kìa. Để cháu xuống kia đi. Ông Quân này. Hả? Tối mốt ông ghé nhà tôi. Liên quan cho thằng con cả tôi chuẩn bị đi bộ đội. Sẵn nhờ ông phổ biến cho nó chút kinh nghiệm về đời lính. Đừng chuyện gì. Hơn chục năm ở lính, tôi có cả xà lan chúng sống. Ê, chậm đi. Làm điếu đi. Cảm ơn. Anh Quân, lấy tạm cái túi sách của em mà gối. Sao thì cậu không nghĩ đâu bài hả? Em theo Phương Châm, vừa học vừa làm mà. Quân giác thế này coi như chơi thể thao luôn. Ê Tiến, các cô bạn cùng lớp biết cậu làm ở đây rồi có nói gì không? Nói sao chứ. Có người đến trường bằng rim đê đê, có người buôn sách ra là đi giá xe đạp. Ăn thua là ở cái này. Bảo Quân gả gái cho. Hôm trên đài giới thiệu giọng ca trẻ có triển vọng của Nhạc viện thành phố. Cam Ly hát được lắm. Chị Thúy giờ mình muốn cho học ngành y, nhưng mà Cam Ly thì nó lại mê hát từ nhỏ. Và Nhạc viện đã đánh giá cháu rất tốt. Trời, sao lại ngang một tài năng như vậy? Khoa học thì khô khan, bốc vác thì nặng nhọc. Những lúc mệt mỏi được nghe một bài hát hay thì khoái lắm chứ anh. À anh Quân, sao anh với chị Thúy không sáp vô đi cho xong? K
kéo dài 4 năm nay rồi còn gì nữa. Mình thì đâu có mong gì hơn. Cái chính là Thúy. Ủa, sao lại chỉ Thúy? Anh nói em nghe coi. Cô ấy có điều chưa thoải mái trong tâm tư. Mình tính chờ lúc Cam Ly thi xong đã, thì mình mới nói hết lòng mình với Thúy. Nè, vậy chị Thúy và Cam Ly không biết anh làm ở đây à? Không. Nhiều lúc mình cứ muốn nói toạc sự thật ra với mẹ con Thúy, nhưng đã trót nói dối. Giả lại cũng tại cô Loan ở Chạy La Cai kép mình nói như vậy. Anh vẫn mướn đến tối như mọi hôm hả? Vâng. Cô làm ơn cho tôi cởi cái túi đồ. Được thôi, anh cứ để đó đi. Cảm ơn. Bộ cơm lê này chuyên dùng cho anh đó. Khiêng hết ra cho tôi. Bác ơi, hai má con cháu có mỗi chiếc xe này à. Bác cho má cháu hẹn thêm mấy hôm nữa nghe. Lần nào cũng mấy hôm. Cô hiểu cho, thời gian của tôi quý như vàng. Mà tôi nói thiệt, cả cái xe đạp này cộng với bộ bàn ghế kia cũng không đủ 2 tháng tiền nhà mà. Cháu xin bác mà. Không có xin xỏ gì hết á, mắc nợ là phải trả, tôi phải xiết đồ. Có chuyện gì vậy? Tôi đến đòi tiền nhà nhưng mà cô này cứ hiện hoài à. Chú Quân, ông là ai vậy? Tôi là người nhà. Chú Quân làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu lâm nghiệp vậy hả? Rất hân hạnh và thưa với ngài, xây dựng và vật tư gắn bó lắm đấy à. Tiền nhà hết bao nhiêu? Dạ, 1 tháng 150 ngàn, 2 tháng có 300 ngàn. À, Quang Hồ chú Quân. Đây, đủ cho cả 2 tháng sau nữa. Con xin phép báo qua nhà bạn Nga chơi. Dọn vô. Tụi bay về đi, lát tao tính. Để đó tôi. Lát xin đồ tới mày đó, ở đó mày đứng đó mà coi. Dạ ơi, tao đâu có thiếu nợ ai đâu. Mày kia. Thôi đi về mày, hết rồi mày. Để tôi. Anh ngồi chơi, để em đi lấy nước anh uống nha. À, để em lau ghế, kẻo bẩn hết đồ của anh. Ôi. Sao lâu rồi không thấy anh lại chơi? Cháu Cam Ly nó cứ nhắc anh hoài. Tôi bận, dạo này gạo về gỗ về nhiều quá, thành ra vừa rồi phải đi kiếm mấy cái hợp đồng. Mời anh. Chỗ anh xuất cả gạo nữa à? Gỗ. Lâm nghiệp tức là gỗ đó. Thỉnh thoảng cả gạo nữa. Thúy thấy đó, bây giờ thì cơ quan nào chả cần nhiều mặt hàng. Vì tôi là giám đốc mà. Anh Quân nè, em hỏi thật nha. Suốt mấy năm qua anh giúp đỡ mẹ con em thế này, tốn kém cho anh nhiều quá. Anh lấy ở đâu ra mà nhiều tiền thế? Mà người thật thà như anh thì có lẽ chỉ có mỗi đồng lương thôi. Có lẽ Thúy nói đúng đó. Nhiều khi lương của một giám đốc lương thiện không bằng thu nhập của một người bốc vác. Là tôi nói như vậy đó, Thúy. Thúy à? Dạ. Em quên mất, em mãi nói chuyện. Em xuống bếp thổi cơm, rồi anh ở lại ăn luôn thể nha. Thôi Thúy à. Đã đến giờ tôi phải đi. Chắc là anh lại bận đi họp chứ gì. Cháu Cam Ly nó vẫn bảo là giá chú Quân đừng làm giám đốc thì
sẽ có nhiều thời gian tới chơi hơn. Thúy, tôi cũng muốn thế này đâu. Tôi muốn nói với Thúy là... Thôi anh, em hiểu. Nhưng em muốn là... Thôi được, tôi cũng biết vậy. Tôi cũng biết là phải lo cho cháu Cam Ly học thành tài. Rồi hẳn hay. Em cảm ơn anh. Bài sáng tạo dễ thiệt đó nha. Cho tôi hỏi, phòng tập của Cam Ly ở đâu? Dạ, ở trong kia kìa. Cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về giờ bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con hõ trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ. Quá đã. Sao anh đến sớm vậy? Thật là tuyệt vời. Với giọng hát của em, với tài năng guitar của anh, với những kinh nghiệm tổ chức của anh, với sự quen biết của anh, với... Thôi, nhưng mà em còn phải học chứ. Thì anh cũng đang nói đến tương lai sau khi em tốt nghiệp chứ bộ. Lúc đó hả, anh sẽ đưa bà tiên của anh tới cùng trời cuối đất. Thế nào, đi chưa? Xuống. Nè, đây là trường nghệ thuật chứ không phải đạp xiếc đâu. Mê nghệ thuật hả? Tháng sau mình mở lớp bồi dưỡng năng khiếu, nhớ đến học. Đây, cầm cái xiếc của mình. Này là đủ nha má Kim. Đi đây đi à. Đi dắt qua đây đi. Cô Loan kiếm tôi cái chuyện gì vậy? Tôi đi qua bạn hàng tiện ghé qua anh luôn. Hôm rồi anh lo tiền cho mẹ con của Thúy chưa? Chuyện gì? Tiền nhà đó. Tôi sợ anh kẹt tiền cho nên tôi đem qua đây cho anh luôn. Hôm nay 7 công nha má Kim. Tiền bốc vác chúng tôi kiếm được cũng khá lắm, đủ cho mình và lo chút đỉnh cho người khác. À mà cô Loan nè, tôi chán cái trò làm giám đốc lắm rồi. Cô đẩy tôi vào tình thế trơ trẽn quá. Tôi đã nói rồi, con Thúy nó yếu đuối lắm, nó cũng cần có một chỗ dựa. Mà anh cũng biết, thời buổi này có chỗ dựa nào ngon hơn là một giám đốc. Vì vậy mà tôi ép anh đóng vai giám đốc. Nếu biết anh làm vất vả ở đây, khi nào con Thúy nó nhận đồng tiền của anh đưa, nó cũng suy nghĩ lắm, phải không? Thôi được, cô nói lại đi. Cái công ty mà tôi làm giám đốc đó tên là gì? Caruvina, cây rừng Việt Nam. Caruvina, Vina Caru. Thế không phải là Bovavina là gì? Bóng giác Việt Nam. Cô thấy đó, đó là công ty của tôi, tự tôi làm giám đốc. Tôi muốn không phải bằng tiền của cô mà của tôi, do tôi kiếm ra giúp Thúy và lo cho cháu Cam Ly. Cháu chào chú. Cháu cần gì? Dạ, chú cho cháu hỏi chú giám đốc Nguyễn Quân. Vâng, tôi đây. Tôi là Quân. Cháu có việc gì? Dạ, cháu tìm chú cháu, cũng tên là Quân, giám đốc công ty lâm nghiệp à. Nếu không phải là tôi thì cả thành phố này trong ngành lâm nghiệp
không có giám đốc nào tên Quân cả. Dạ, có lẽ cháu lầm. Xin lỗi chú. Ừ. Cẩn thận một chút nha. Đừng cửa. Đạp đi. Mở kia lên luôn đi. Dỡ. Thôi cao. Người lên. Người chụp chợ cơ. Xe ta, xe ta, dùm, xe ta, dùm đi. Cẩn thận nha. Sao khuya thế này mà anh vào được? Nói rã cả họng, bảo vệ vẫn không cho vào. Cuối cùng phải giở trò đặc công. Anh trèo tường. Phải vậy thôi à? Không phải trèo mà là chui. Thúy, Thúy về nghỉ đi. Mai lấy sức, dạy học nữa. Nếu hai mẹ con đồng ngã bệnh là nguy đó. Anh tốt với mẹ con em nhiều quá. Có gì đâu Thúy. Thơm về đi. Em về nha. Chào bác sĩ. Cháu bị viêm phổi cấp tính, hiện đã khá hơn. Không hiểu sao được nha. Dạ thưa bác sĩ, liệu cháu có khỏi, khỏe lại kịp trong kỳ thi sắp tới không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng. Mà anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Đã hai đêm thức trắng rồi còn gì. Tình cảm cha con có khác. Dạ cảm ơn bác sĩ. Sức khỏe của mẹ cháu cũng không được tốt. Giả lại mẹ cháu còn phải đi dạy học nữa. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Dạ. Cả chúng tôi lại phải lo cho anh đó. Anh Quân, chỉ tại anh mà Cam Ly đi mưa sinh bệnh. Chỉ tại anh sĩ diện, anh lừa dối lòng mình mà cô ấy phải. Kìa, bình tĩnh tiếng, cậu nói gì mà lúng túng vậy? Em biết chứ, anh phải đi thuê quần áo, anh phải đóng giả giám đốc, anh lừa dối chị Thúy. Tiếng, cậu không được làm ồn ở đây. Các bệnh nhân đang cần sự nghỉ ngơi kìa. Mà cậu gặp mình chỉ để nói chuyện như vậy thôi sao? Em muốn vào thăm Cam Ly. Nào, vậy chúng ta cùng vào. Cam Ly. Chú. Đây là Tiến, sinh viên bách khoa, kim luôn bốc giác kiếm tiền ăn học, cùng chỗ với chú đó. Dạ, chúng cháu biết nhau rồi ạ. Ủa, biết nhau rồi à? Kìa Tiến, cậu mang Cam đến thăm bệnh, sao chưa chịu bốc ra? Chú đừng nói với má cháu cái chuyện chú không phải là giám đốc nghe. Tại sao? Bí mật riêng của chú và cháu.
việc đó tính sao? Vấn đề bây giờ là cháu phải chống khỏe. Chú ơi, cháu lo không kịp kỳ thi quá. Không, chú tin là kịp. Bằng mọi giá chú sẽ giúp cháu. Nếu anh Quân mệt quá thì em sẽ đến trực thai. Em sẽ... Nếu như Cam Ly đồng ý. Dạ cảm ơn anh Tiến. Chú Quân nè, hôm nào cháu thi chú đến nghe. Chắc chắn chú sẽ đến. Và vỗ tay thật là to. Xin mời. Có chú và má cháu, có hai chỗ dựa ấy là cháu yên tâm lắm rồi. Quê hương là trường khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giữa bướm vàng bay. Thì đã cậu nữa. Hy vọng lần này cậu sẽ không nhảy lên xe của mình để mà ngó vào đấy nữa chứ. Cậu không thấy mình cũng có xe đấy à? Tuy là nó không nhanh bằng nhưng nó cũng linh hoạt hơn nhiều. Xem nè. Cho vô đi. Nước sôi, nước sôi, nước sôi, nước sôi. Bà ơi, tôi lo lắm. Không hiểu con bé nó vừa ốm vậy rồi thi cử ca hát thế nào. Hơi đâu mà lo cho nó mệt. Học tài thi phận mà. Nếu không đậu á thì cho đi buôn với tôi. Thôi bé đẹp lại có chất giọng ngọt ngào, buôn gì mà không được. Nè, hay bà tới trường thử coi. Mình biết gì ở đó mà mình đến. Bà biết không, có lần đi nghe nhạc, tự nhiên cái mình phát vỗ tay giữa lúc ca sĩ đang ngừng lại lấy hơi.
cả rạp quay lại nhìn mình. Trời ơi, bà biết không, mình quê ơi là quê, sệ ơi là sệ, không biết cái lỗ nào để chui xuống cho lọt nữa đó. Bà nói chuyện đó với con chưa? Chuyện gì? Chuyện thằng người yêu của con Ly đó. Tên Xuân thì cứ gọi Xuân đi, bày đặt em viết này em viết nọ, thiếu gì tên Xuân. Quốc Xuân, Kim Xuân, cùng lắm là Mộng Xuân. Đằng này bày đặt em viết Xuân, nếu là Việt Kiều hay dân Tây còn chấp nhận được. Việt Nam âm lịch 100%, bày đặt em viết này em viết nọ, thấy mình ghét à. Vậy còn Quân đâu? Anh ấy đang ở chỗ cháu Thi. Thúy à. Hả? Tao thấy mày lạnh lùng với người ta quá à. Thôi, bao nhiêu năm rồi anh ấy đi lại giúp đỡ mày, coi con Ly như con ruột của ảnh gì đó. À, hay là mày còn định chờ cái lão dượng Việt Kiều đó hả? Đâu có vậy. Mình kính trọng và quý anh Quân lắm, nhưng nói thật là gần đây mình thấy có điều gì không yên tâm. Không yên tâm cái gì đâu? Về anh Quân, về công việc làm ăn của ảnh. Bà nói ảnh làm giám đốc, mà suốt mấy năm vừa rồi tôi không biết cơ quan của ảnh nằm đâu. Các ông giám đốc khác có xe hơi đưa đón, đằng này anh Quân chỉ đi xe đạp thôi. Quần áo thì cũng vẫn vậy, có lúc thì giản dị xuề xòa, có lúc lại sang trọng. Tôi bảo nè, hay là... Là anh gì? Ôi, bà chỉ nghĩ dớ dẫn. Tánh hết anh ấy lúc nào cũng giản dị xề xòa hết. À, vậy bà khoái giám đốc đi xe hơi phải không? Ôi, không phải vậy. Anh Quân có làm giám đốc hay không, điều ấy không quan trọng. Mấy năm vừa rồi, nếu như không có ảnh vất vả lo toan, mẹ con mình đâu có được như ngày nay. Cả cháu Cam Ly nữa, đâu có được học hành tử tế. Nhưng mình muốn biết sự thật. Sự thật anh Quân là một người tốt, hết lòng vì mẹ con mày. Vì vậy tao muốn... Thôi, chuyện đó là tùy mày. Mình thì không thành chuyện, chỉ thương cho Cam Ly. Mình muốn một ngày nào đó cháu nó sẽ coi anh ấy như một người cha. Tưởng gì, chuyện đó để tao lo. Tao sẽ nói chuyện với con Ly. Đừng. Sao lại đừng? Còn mày không muốn anh Quân làm giám đốc quá hả? Tao sẽ nói với anh ấy từ chức giám đốc. Mày điên à? Rồi mày sẽ thấy tao có xạo đâu. Nè, xem nè, tao mua một món quà mừng con gái nuôi, còn đây là một món quà đặc biệt. Nếu nó thi đậu thì tới luôn bác mày. Má, sao? Thế nào con? Tuyệt vời. Thế nào anh? Sau khi Cam Ly hát xong, tiếng vỗ tay vang dội và biết bao nhiêu là hoa của bạn bè gửi lên. Anh nghĩ là nếu như em có mặt lúc đó, chắc rằng em sẽ không cầm được nước mắt. Đúng vậy, thưa cả nhà. Với ba bài hát được trình bày trong buổi thi tốt nghiệp vừa rồi, Cam Ly dục trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời nhạc nhẹ Việt Nam. Một tương lai, một triển vọng huy hoàng. Một... Thôi, xạo gì vừa mày ơi, trời đất ơi. Thưa cô, thứ nhất á, xin cô hãy gọi đúng tên con là Envy Xuân cho đúng với tầm cỡ của con. Còn điều thứ hai là sự đánh giá vừa rồi không chỉ là của riêng cháu, mà còn là của các vị đứng đầu trong giới âm nhạc thành phố. Má mừng cho con. Vậy là không hoài công luyện tập, không hoài công cô Loan, chú Quân ngày đêm chăm sóc. Kết quả thì tuy chưa được công bố, mà đã có bao nhiêu nơi nhâm nhẹ mời Cam Ly về. Đoàn Bông Sen nè, đoàn Cá Nhạc Nhẹ nè, đoàn... Dẹp. Không có gì đâu hết á. Cứ để cho nó làm nghệ sĩ tự do, có giá cao, thích thì hát, không thích thì thôi. Lúc rảnh đi chạy hàng cho tao, tha hồ vừa có tiếng là vừa có miếng. Ồ, nghệ sĩ chân chính không bao giờ đi buông. Thưa cô, thưa chú, xin có chú hãy cho em Ly về ban nhạc của cháu. Ban nhạc chuyên chơi ở các câu lạc bộ quốc tế, ở các nhà hàng sang trọng, chuyên phục vụ khách nước ngoài. Ban nhạc ban tên Ba Con Chó. Trời đất, thiếu gì tên đẹp như Mây Hồng nè, Mùa Thu nè, Thiên Thanh nè, Hoàng Lan nè, mà không đặt, đặt tên gì kỳ cục quá vậy? Thưa cô nói đúng. Kỳ lạ, kỳ dị, kỳ quái, và còn nhiều kỳ khác nữa. Đó chính là dấu ấn của thời đại điện tử này.
Ban nhạc của cháu chuyên phục vụ Tây, mà người Tây vốn yêu súc vật, yêu hơn cả yêu người, đặc biệt là chó và mèo. Đã có 3 con mèo, bây giờ phải có 3 con chó. Đây, em với Xuân và ban nhạc 3 con chó. Tiếng Anh gọi là three dogs, tiếng Pháp gọi là trois chiens, và tiếng Tàu gọi là sam thổ lê. Cháu nói không đúng hả? Má, bây giờ má quyết định con về đâu hả má? Con hỏi chú Quân xem. Được, việc của cháu chú sẽ bàn thêm với má và cô Loan. Nhưng trước hết, trong giờ phút này, chú muốn nói một quyết định của chú. Thúy à, hôm nay anh muốn nói một điều mà Loan và Cam Ly đã biết cả rồi. Thật ra anh không phải là giám đốc, anh chỉ là một người lao động bình thường, sống bằng sức lực và mồ hôi của chính mình. Sao bữa nay anh mới nói với em? Từ bấy lâu nay em cũng có đoán được, nhưng em không dám hỏi. Em là một người phụ nữ yếu đuối Thúy à. Em lo lắng, mong ngóng lo sợ. Chờ đến ngày Cam Ly trưởng thành, đã trót nói sai một lần để em tin tưởng. Anh không dám làm em thất vọng, nhưng anh trăn trở khổ tâm lắm. Anh cũng chờ đợi đến ngày hôm nay để được nói ra điều đơn giản này. Thúy, anh xin lỗi em và con. Không, anh đâu có lỗi. Sao lại gọi là lỗi? Những gì anh đã làm cho em và con, mẹ con em biết ơn anh. Ba, nhiều quá Phượng. Em biết lần này về đây tình xưa nghĩa cũ mà, vợ cũ không rủ cũng tới. Em biết là thế nào anh cũng tìm lại cô Thúy thôi. Đã qua bao năm, giờ không biết con anh sống ra sao. Đón gió mới mình đầy xôn xao, chim líu lo trên cành cây. Phố đông vui à, phố vui sáng hôm nay tuyệt vời. Xin chào, một buổi sáng thật tươi với bao niềm vui của muôn người. Xin chào, nắng ấm thế mà niềm vui. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần biểu diễn của nhóm nhạc trẻ Ba Con Chó, và để liên tục chương trình là phần biểu diễn của người được giải thưởng vàng trong cuộc thi giọng ca trẻ thành phố. Chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Cam Ly. Dạ, Cam Ly xin cảm ơn quý vị khán giả. Sau đây, Cam Ly xin trình bày ca khúc Tiếng Hát Cho Em của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Biết bao nhiêu lần
Xin ông thông cảm, đường hẹp không vô được. Thôi được, cho tôi về khách sạn. Em có một nghề đàng hoàng thế này sướng thật. Còn anh không khéo thì bô Vavina suốt đời. Hai anh em nghỉ tay uống nước. Xong ngay đây. Anh lấy giúp em cái kèm. Kèm á? Anh học đi, em truyền nghề cho. Thông minh và khéo tay như anh thì vài tháng là nắm được nghề ngay. Uống nước đi em. Cảm ơn chị. Má. Bác à. Có mệt không con? Má, hôm nay ở câu lạc bộ có một ông nhìn con lạ lắm á. Con của má bây giờ ai mà chẳng phải để ý. Nhưng mà ông ta kỳ lắm, khác hẳn mọi người. Cam Ly, em cần phải quen với sự ngưỡng mộ của khán giả đối với một nghệ sĩ như em. Nè, nếu ai mà cũng ưa xài đồ xịn như tôi ha, thì chắc cậu thất nghiệp. Xong. Ai thất nghiệp thì Buva Vina của tôi nhận hết. Phải, kể cả cháu nữa. Anh khó ngủ lắm phải không? Em có nhớ cô bé tối nay ở câu lạc bộ không? Đó chính là con anh. Số phận thật là kỳ lạ. Đêm đầu tiên về nước lại gặp chính con mình. Linh tính của đàn bà đã cho em câu giải đáp. Việc này thì em đã lường trước được rồi. Từ khi chúng mình quyết định về nước kỳ này, chỉ có khác là không ngờ con bé lại là ca sĩ, có giọng hát tuyệt vời như vậy. Giờ anh định tính sao? Cũng chẳng biết nữa. Anh với Thúy giờ mỗi người có một cuộc sống riêng, cũng là số mệnh cả. Em thì em không có băn khoăn về chuyện đó. Nhưng còn con Ly, anh bỏ nó đi khi nó mới 8 tuổi. Giờ về gặp lại, anh thấy mình có lỗi, càng thương nó. Thương con thì đón nó đi cùng, có khó gì đâu. Em nói thật đó. Anh Vượng nè, em không có hẹp hòi gì hết. Em biết về kỳ này anh sẽ gặp lại vợ, gặp lại con. Tình xưa nghĩa cũ mà. Nhưng em yêu anh, em tin vào sự gắn bó của hai chúng ta. Em coi con Ly như là con đẻ. Bên đó thì đời sống chúng ta rất đầy đủ, chỉ thiếu một đứa con. Mà em thì, anh đã nghe bác sĩ nói rồi đó, khó có hy vọng sinh nở. Em nói ví dụ với anh, nếu mình về đây, con Ly nó chẳng ra gì, nó cũng vẫn là con của mình. Chẳng lẽ mình bỏ nó? Mình cũng phải giúp đỡ nó chứ. Đằng này nó có giọng hát hay, qua bên đó đầy đủ, nó được tập tành đàng hoàng,
Sau này biết đâu vợ chồng mình nhờ nó. Nhưng còn cô Thúy, chắc gì có chịu rời nó. Và con Ly, chắc đâu đã theo mình. Nhưng em thấy mình phải buồn, phải lo. Em không đành. Để em tính coi. Thì khô đó. Ngọt hay là chua? Làm gì có cô chua? Hàng Tàu hả? Hàng Việt Nam. Em thấy không? Bây giờ có nhiều cái mới lắm. Ông nói đúng đó. Thay đổi nhiều lắm. Xấu cũng có mà tốt cũng có. Đời mà. Nhưng mà ngọt nhiều hơn chua. Đây nè, vậy mời ông bà nếm thử coi. Thành rẻ hàng hàng lấy siêu, hai giá lấy mấy tấn vậy? Nói chuyện gì 5 tấn đi. Khoan lại. Anh có nhận ra là cái người mua hàng lúc nãy không? Trông quen quá ha. Khách mua hàng ai mà cũng nhận là quen hết á. Nhưng mà không phải, cái ông này trông quen lắm. Quen gì đâu quen. Thôi chết rồi, anh chở em đi liền đi. Leo lên đi. Khoan đã, chờ chút, em phải thay đồ đã. Lộn xộn ghê, ôi ngày cứ sảnh xẻ khổ quá. Ơi, ở đâu? Lẹ lên! Cúi xuống, kẻo họ nhìn thấy đó. Lẹ lên, giả bộ Suburi đi. Lẹ lên, đợi đèn xanh rồi kìa. Sao vậy? Có tự nhiên mà chết máy. Đã bảo là giả bộ, người đâu mà ngu quá đi. Giang chỗ khác đi. Khi không cái tháo ra vậy nè. Ui, tại sao đụng vô? Không đụng sao để chết máy. Người đâu mà xạo quá. Có giỏi bà chạy đi. Giang ra khác đi. Ê, đưa Kiến đây. Đẹp không? Thôi lên xe đi. Người đâu mà hay giận dỗi quá hả? Thôi mà lên xe đi mà. Xong vụ này vợ chồng mình mua một bộ karaoke về hát nghe. Mấy chị lên xe chưa? Làm thích không? Trả là điệp viên hả? Không. Phòng thuê hả? Không. Trả mua trái cây không trả tiền hả? Không mà. Không. Không mà. Cái ông kỳ cục. Ôi trời. Bồ bà hả? Ôi, núp xuống cái đã. Người đó mà ghen quá vậy? Chồng cũ của con Thúy đó. Lại tặng đi. Xin tặng chị. Xin cảm ơn. Chị hay quá à. Cảm ơn. Chúc mừng chị. Xin cảm ơn chị. Em chúc mừng chị. Chị hát hay quá. Chào cô. Rất hân hạnh được làm quen với em. Dạ. Xin chúc mừng thành công của cháu. Cam Ly dạ. Có giọng hát thật tuyệt vời. Cháu cảm ơn cô chú. Dạ thưa, tối qua chú có đến phải không ạ? Cứ như là mệnh trời. Vợ chồng chú vừa mới về nước. Lần đầu tiên đến đây. Dạ. Được gặp cháu. Dạ thưa, đi lâu chưa? Cả chục năm rồi đó. Lần này trở về thành phố, cô chú có thấy thành phố khác nhiều không ạ? Khác nhiều. Thành phố thay đổi nhiều lắm. Thưa cô có nhận xét gì không ạ? Tôi à? Tôi có thói quen là hay quan sát và suy gẫm, chứ ít khi bày tỏ lắm cô bé ạ. Nhưng đối với chú, điều thay đổi nhiều nhất là cháu. Dạ. Cô chú quá khen, cháu còn phải học nhiều ạ. Đúng đó cháu à. Nếu cháu có điều kiện tốt hơn, cô chú tin rằng cháu sẽ thành công hơn. Dạ. Không phải ở cái câu lạc bộ nhỏ bé nghèo nàn này, với ban nhạc ba con chó nó ồn ào làm nhức cả đầu à. Cầm Ly. Đi về thôi. Anh. Xin giới thiệu với cô chú, đây là anh Xuân. Còn đây là cô chú Việt Kiều vừa mới về nước.
Dì Kiều hả? Dạ. Rất hân hạnh được làm quen với cô chú. Dạ xin tự giới thiệu, cháu là Elvis Xuân, người sáng lập ra ban nhạc Ba Con Chó. Xin lỗi nha, ban nãy tôi lỡ lời. Dạ không sao, đối với cháu lời khen là bạc, còn lời chơi là vàng. Cô chú mới trở về Việt Nam, có gì khó khăn cháu xin sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn cháu. Elvis Xuân, một cái tên thật là ấn tượng. Giờ đã muộn, cô chú không muốn giữ các cháu lại lâu nữa. Ly nè, chú có một câu hỏi nhỏ. Cái tên Cam Ly cháu có từ khi trở thành ca sĩ? Dạ, hồi nhỏ tên cháu chỉ là Ly, còn tên Cam Ly là do ba dượng cháu đặt cho. Ba dượng à? Dạ, ba dượng cháu đã làm lụng khó nhọc vất vả giúp đỡ nuôi dạy cháu. Cháu được như ngày hôm nay là nhờ công sức của ba dượng cháu đó. Giờ đã khuya, cháu xin phép cô chú cháu được về. Chúc cô chú ngủ ngon, cháu sẽ đến thăm cô chú. Good night. Về đi em. Các cháu về nha. Yeah. Về nhá, cháu về. Cam Ly, con bé thật là dễ thương. Hình như ba con Cam Ly về. Mấy hôm nay em thấy con nó hồi hộp. Hồi tối nó nói rằng sau buổi biểu diễn có ông bà chị Kiều đòi gặp nó. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng bình tĩnh em à. Những gì đau khổ nhất đã lùi về quá khứ rồi. Không, em sợ lắm. Anh ơi, lỡ con Cam Ly, nếu cháu ở vào hoàn cảnh của chú, cháu sẽ hiểu và thông cảm với chú. Cam Ly là hy vọng, là mục đích của đời chú. Đêm hôm qua chú không thể ngủ được. Chú chỉ băn khoăn, không biết ba dượng của Cam Ly có đồng ý cho Cam Ly đi hay là ngăn cản. Chú nghĩ quẩn rồi. Ba dượng Cam Ly không có gì đáng ngại cả, chỉ là một người ăn no vác nặng à. Chắc chú chưa hiểu ổng rồi. Ông Quân này là khuân giác. Cháu còn trẻ, cháu chưa hiểu. Cháu tưởng kiếm ăn ở nước ngoài là dễ dàng lắm hả? Hồi chú mới sang bên đó, chú phải rửa bát quét nhà và làm những việc còn tồi tệ hơn ba dưỡng Cam Ly bây giờ. Xin lỗi chú, nhưng chú cho ta lạc đề rồi. Vấn đề là ở chỗ cô chú có đưa Cam Ly đi cùng hay không. Chú biết sở thích của cháu, sang bên đó chú sẽ mua tặng cho cháu một chiếc đàn guitar Italy đời mới. Chú không nói đùa đấy chứ. Hay là nếu ban nhạc Ba Con Chó của cháu cần trang bị gì thêm, chú sẽ giúp đỡ. Chú đừng quên là chú đang định lấy đi ở thành phố này một tài năng, và quan trọng hơn là chú đã cướp Cam Ly khỏi tay cháu. Sao chú nghĩ đơn giản quá vậy? Chào chú, goodbye. Và chú đừng quên rằng Cam Ly là thần tượng của mọi người. Còn cháu, em Viết Xuân, cây guitar tài danh, là thần tượng của Cam Ly.
con gái chú đang mê cháu. Kìa, em với Xuân, chờ một chút đã, con muốn nói chuyện thêm với cháu. Cháu đã nói thì nhất định Cam Ly sẽ đồng ý. Nhưng chỉ xin cô chú giữ đúng lời hứa như cô vừa nói với cháu. Không, tôi vẫn ghi nhớ, nếu Cam Ly đồng ý đi, tôi sẽ giải quyết bằng đường hung thú, du lịch hoặc thăm người nhà. Và cậu sẽ qua sao? Không được chú à, phải đi cùng một chuyến bay. Ra đi, bám sát vào. Ê này, người đâu mà dễ quên quá à. Nè, cầm lấy, đọc bao nhiêu chuyện trinh thám mà cũng không nhớ nữa. Đi. Ê, chết tụng má nó. Người đâu mà dở quá không biết nữa. Mà điều quan trọng là chú cần phải nhấn mạnh, chỉ có sàn ở bên đó Cam Ly mới có đủ điều kiện để phát triển tài năng theo tầm cỡ quốc tế. Chú phải miêu tả đời sống âm nhạc nè, rồi đời sống của các siêu sao nhạc nhẽ ở bên đó cho nó đã vô. Xin lỗi cậu, điều đó thì ông nhạc tôi bận làm ăn, không hiểu được. Vậy mới cần cô cháu, chuyên gia nhạc nhẹ Việt Nam, siêu sao Michael Jackson, có bao nhiêu villa, bao nhiêu người phục vụ, vừa mới ký hợp đồng với hãng xin bao nhiêu, có biết không? Không. Nè, lại còn cái xe rộn rồi, lại đặc biệt, dài 11 mét. Đấy, chú biết không? Nè, nhỏ, cho tao mượn nghe. Trả tiền tôi đi. Còn siêu sao Madonna, dòng ngược bao nhiêu? Đôi cẳng được bảo hiểm mấy triệu đô. Cháu xin cố vấn đầy đủ. Tiếp theo đó, chú mới xì ra con bài quyết định. Thôi thì để bù đắp những năm tháng vật vã nuôi con, anh xin để lại một ít tiền gọi là đóng góp. Bao nhiêu? Cũng tùy. Giảng giáo viên gõ đầu trẻ như cô Thúy, hay thợ thuyền với ông Quân, độ 1.000 đô. Mà cùng lắm là 2.000 đô. Đây cái xe 5.500 nghe. Số đi, trúng 55 triệu đi. Vé số đi. Đâu à? Trời đất ơi, mới đầu đây mà lạ. Người đâu mà cứ như ma. Chú thấy không, đi xích lô như thế này là đúng nhất. Mình che giấu lực lượng mà. Lúc nãy chú định thuê xe hơi ở khách sạn là không nên đâu. Chú mới về, chưa nắm hết tình hình. Ở đất nước mình bây giờ hả, thay đổi khủng khiếp. Đường phố cũng khác, con người cũng khác. Các giá trị thay đổi lộn tù phèo để chống mặt. Nghe cái ông xích lô này nè, nếu mà không có cháu hả, thì Diệp Kiều với chú là bị ổng chặt. Tùy người thôi cậu à, không phải ai cũng vậy đâu. Thôi đi bố, con còn lạ gì cái bánh của mấy bố. Cho nên từ nay đi đâu, có làm gì, chú có gọi cháu, cháu xin tình nguyện làm vệ sĩ cho chú. Ông kiếm được vệ sĩ này thì nhất rồi. Đúng, bố cũng tin đời đó. Vì vậy hồi nãy bố chỉ đòi cái 2.000 thôi, bố đâu có dám chém. Ai mà chém được cậu. Đúng, tôi tha không chém thiên hạ thì thôi, chứ thiên hạ ai chém được tôi. Cô, chú Dượng yêu cầu cháu đưa tới đây. Chẳng lẽ hai mẹ con không mời tôi vào sao?
dẫu sao anh cũng đã trở về đây. Anh thật có lỗi với mình và con. Thưa cô và thưa chú, là người ngoài cuộc, cháu đề nghị hãy bỏ qua quá khứ và nghĩ đến tương lai. Đây chú. Vâng thưa cô, vì chú Dượng đã tâm sự nhiều với cháu nên cháu rất hiểu. Chú Dượng về đây với những dự định tốt đẹp, chú muốn đón. Vâng, anh muốn đón em và con để sang bên đó mà. Kỳ Cam Ly, em nói gì đi chứ. Chú, nếu vậy hãy để Cam Ly đi với anh. Cam Ly là con em, nhưng cũng là con anh. Là con anh, nhưng tại sao anh lại bỏ nó từ năm nó còn là 8-9 tuổi, để rồi nó phải lớn lên bằng bao nhiêu bàn tay nuôi dưỡng của người khác. Anh hãy hỏi con xem, anh về nhà chị Thúy với em nha. Dạ, có chuyện gì vậy? À, em muốn chỉnh lại cái tivi sắp tới chương trình ca nhạc, thế nào cũng có Cam Ly. Thì cậu cứ nói ngay ra là cậu muốn gặp Cam Ly chứ gì. Đúng rồi đó. Trời ơi, chắc lên xe cho chả chở đi luôn đi. Sáng mấy cây nữa chắc luôn cho rồi đi tụi ơi. Anh Quân, anh Quân, anh Quân, lẹ lên. Gì vậy? Được mà, ra đi tôi nói này nghe nè. Sao có chuyện gì? Người ta đã cướp của Cam Ly ở nhà. Ai cướp? Thì ông Dưỡng đó. Ông cha ruột của nó chứ ai. Anh lên xe tôi chở về nhà. Sao ngà. Phụ tôi rút cây này ra coi. Rồi. Thôi chuyện đã qua, giờ đây anh và em đều có cuộc sống riêng. Nhưng dù sao mọi người cũng vất vả nuôi Ly, anh xin gửi lại để đền bù. Đây cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng. Anh xin gửi em. May quá vẫn còn kịp. Anh lấy đến bắt con Ly đi theo và trả công cho mình nè. Ây cha, Đô La. À, ông định trả công cho con Thí bao nhiêu vậy ông Dượng? Ủa xin lỗi ông Vượng. Còn công của tôi, của những người nuôi nó, của nhà trường, của bà con lối xóm này. Và còn công của anh Quân nữa, ông định trả bao nhiêu vậy thưa ông? Thôi Loan. Thưa ông, tôi được tin ông đã trở về
Trong thâm tâm, tôi thực sự lo lắng. Tôi hiểu tình cảm của ông đối với cháu Cam Ly và Thúy. Nhưng dù sao, đối với tôi, cháu Cam Ly cũng là máu thịt thân thiết. Giờ ông trở về đây đặt vấn đề đưa cháu ra đi, tôi thật khó nghĩ. Nhưng tôi tôn trọng ông. Tôi muốn để Thúy và Cam Ly quyết định. Không anh. Em cứ bình tĩnh đã. Cam Ly, ba đẻ của con đây muốn con đi cùng với ổng. Con đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và tự định đoạt tương lai của mình. Và ba tin rằng cả mẹ Thúy nữa sẽ dành quyền quyết định ấy cho con. Dạ vâng, chú Quân nói như vậy là rất đúng. Cam Ly đã từng đi bầu cử rồi mà. Mày câm ngay cái thằng em viết còi mồi kia, đừng có thấy đỏ mà tưởng chính nha. Chuyện gia đình người ta mày biết gì mà xí vô, tao bẻ răng mày bây giờ. Gia đình hả? Bộ con không phải là thành viên của gia đình hay sao? Hay ít ra cũng sắp là thành viên, đúng vậy Cam Ly? Phải không có chú? Chú Dượng, chú nói đi, đúng vậy không? Cam Ly, con hãy tự quyết định lấy tương lai của mình. Ba tin con. Bà Quân của con nói đúng đó. Con cũng đừng vội vàng khi quyết định. Ba sở lại chờ con. Má. Tôi thực sự không muốn tham gia vào câu chuyện này, nhưng mà tôi nghĩ cần phải khuyên em đôi điều. Nghệ sĩ các em thường hay sống mơ mộng, hay sống bằng những ảo tưởng mơ hồ, nhưng cuộc sống lại khác. Em nghĩ sao nếu một bên là cuộc sống nghèo khổ, mà cái nghèo, cái khổ nó kéo con người ta xuống, làm cho con người ta thấp hèn đi, kể cả tài năng mà Thượng Đế ban phú cho. Còn bên kia là sung sướng. Cái đầy đủ, sung sướng, nó sẽ nâng con người lên, làm cho con người sang trọng hơn, cao thượng hơn. Em nghĩ xem, đưa em sang bên đó, chúng tôi có lợi gì? Vì tôi yêu ba em, nên tôi cũng coi em như là con đẻ. Tôi nghĩ đến tương lai của em, tôi không muốn uổng phí một tài năng như em. Nhưng con sẽ phải bỏ lại ba Quân, bỏ lại má, bỏ lại cô Loan, bỏ lại tất cả để đến nơi hoàn toàn xa lạ. Em quên là còn ba em, còn có tôi và thời gian sẽ giúp em nữa chứ. Như tôi nè, ngày mới sang bên đó, em biết không, đêm nào tôi cũng nằm tôi khóc. Tôi nhớ lại tất cả những gì, từ ngọn rau muống, từ trái cà, bát canh, tô cá kho. Rồi thời gian sẽ làm cho mình quên đi. Em lại có tài, những đêm biểu diễn, những chuyến viễn du, những đồng đô la gửi ở nhà băng sẽ làm cho em quên tất cả. Cô nói như vậy chỉ vì nghĩ đến tương lai của em mà thôi. Chào cô. Cô vừa trao đổi với Cam Ly đôi điều về cuộc sống bên đó. Về âm nhạc thì cô không hiểu gì cả. Nhưng theo cô nghĩ, ở bên đó mới có đủ điều kiện cho giọng ca đầy hứa hẹn của Cam Ly. Dạ nhưng... Cam Ly, em còn băn khoăn, còn đắn đo gì nữa? Quê hương hả? Đất nước à? Nơi nào sung sướng, phát huy được tài năng của mình thì nơi đó là quê hương. Cam Ly, hay là em nghe lời một tay nhạc sĩ cổ hủ nào đó? Sao qua bển không có khế ngọt đi ăn, không có đò để chèo, không có cầu tre lắc lẻo để đi, không có hoa cao rụng trắng mùa hè hả? Cam Ly, chắc cháu muốn gặp ba cháu. Ba cháu tới kìa. Ba. Cam Ly, con. Ba, ba sẽ không bỏ con chứ? Không, không đời nào. Ba,
Nhưng còn má, còn ba Quân. Ba hiểu con Cam Ly. Sang bên đó thỉnh thoảng con có thể về thăm nhà, mà con còn có tiền gửi về cho má và Dượng nữa. Thật vậy hả ba? Chừng nào đi? Mai đi rồi. Vậy hả? À. Thôi ha, tạm biệt. Cố gắng ha. Thiếu một con chó mà biết sủa thì vẫn còn khối người nghe, đúng không nào? Ok. Chúc may mắn. Tặng cậu luôn. Cảm ơn nha. Cam Ly, em vui chứ? Coi như hôm nay là buổi diễn cuối cùng để chia tay đi này. Giờ anh phải vào để từ giả ông chủ nhiệm câu lạc bộ. Chờ anh nghe. Cam Ly. Hay quá, Ly vẫn còn đây. Tôi muốn nói chuyện với Cam Ly một chút. Má tôi và ba Dượng tôi nhờ anh đến gặp tôi phải không? Không, tôi tự đến. Có phải cô định đi thật không? Thật. Nhưng việc đó có liên quan gì đến anh? Liên quan chứ. Vì tôi là người yêu âm nhạc và tôi rất hâm mộ cô. À, đúng ra là tôi hâm mộ tiếng hát của cô. Và nếu cô ra đi là tôi sẽ mất giọng hát đó, cũng như nhiều người khác. Tiếc chứ. Anh lại muốn khuyên tôi quay trở lại với quê hương đất nước chứ gì? Vậy cô đã xem băng hình Họa Mi hát chưa? Tôi đã xem. Và tôi phát khóc lên được vì buồn quá. Họa Mi hát với tâm trạng buồn thật sự, nhưng chắc không buồn bằng những người hâm mộ của ta đâu. Đấy là Họa Mi. Còn tôi, tôi có ba đẻ của tôi ở bên đó. Ba đẻ của cô là ai? Phải là người đã bỏ cô đi khi cô còn thơ ấu. Tôi cấm anh không được nói những lời như vậy. Bởi vì đó chính là người đã sinh thành ra tôi. Thế cô còn nhớ cái người đã nuôi nấng dạy dỗ cô hàng chục năm nay bằng lao động vất vả cực nhọc? Cô thử nghĩ xem, một người có miếng đất mà mỡ lại bỏ hoang, còn một người đổ mồ hôi khai phá gieo trồng, rồi người đàn ông xa lạ kia là về hái hoa trái đó. Trời, nghe anh nói mà khó nghe. Vâng, sự thật bây giờ chẳng khó nghe. Sang bên đó tôi có tương lai của tôi, tài năng của tôi được phát triển. Vậy ở đây ai kèm hãm cô? Ai chấm cho cô giải vàng trong kỳ thi những tài năng trẻ? Hàng ngàn người đến nghe cô hát, trong đó có tôi. Và vé vào cửa đâu có rẻ, bằng 3 ngày bốc vác ngoài bên sông. Những người đó là những người bạc đãi cô à. Anh im đi, anh không có quyền xúc phạm tôi. Tôi đi hay không là quyền của tôi. Của tôi. Cam Ly, có chuyện gì vậy? Không có gì. Anh ấy là một khán giả mến mộ. Mến mộ hả? Mà làm người được mến mộ tức giận. Nè, cậu đừng có lơ mơ nghe. Hạn như cậu sắp hạn tới khuya nha. Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một lát. Mời. Có chuyện gì? Anh là Xuân phải không ạ? Đúng, tôi là Elvis Xuân, tay guitar số 1, number 1. À, biết rồi, biết rồi. Nhưng nghe đây, hạn như anh đi đâu thì tùy, còn Cam Ly là cô quý, là tài sản chung của mọi người, phải để cô ấy ở lại. Nè, mày là thằng nào mà nói phách dữ vậy? Elvis Xuân này không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một võ sĩ. Được rồi, hạng mũi hay rồi. Nè,
quyền đẳng hả? Nhẹ thôi, kéo hư tai đàn của mình. Mình giỡn mà. Đây cũng giỡn thôi mà. Nhưng nghiêm chỉnh nha. Hãy để Cam Ly tự quyết định, đừng có dụ cô ấy. Hãy suy nghĩ kỹ nha. Ủa dạ, anh ta nói gì với anh vậy? Hả? À, cũng là một người hâm mộ tiếng đàn của anh, mời anh đi nhà hàng, nhưng mà anh đâu có thèm. Thôi ta về, còn chuẩn bị đồ đạc nữa em. Mau lên, rẽ lên. Mau lên em, Cam Ly, rẽ lên con. Nè nè nè, nhớ gửi kèm cái lá thư vào đây sẵn địa chỉ rồi đó nha. Kìa, nó kìa. Ba ơi. Cô ba. Con với cô nhảy một bài đi, ăn mừng happy với cậu. Mai mốt sang bên đó thôi mà nhảy. Anh à, em đi mua một ít quà nha. Đi nghe, chào chút. Anh ngồi đây anh đi mua nước nha. Xin hành khách lưu ý, chúc quý vị và khách hàng cùng Việt Nam đáp máy bay đi Bangkok. Chuyến bay VN851 vui lòng khẩn trương ra cửa để khởi hành. Your attention please, Vietnam Airlines bound for Bangkok on flight VN851. Would you please proceed to the gate for boarding? Xin hành khách lưu ý, chúng tôi xin mời khách hàng không Việt Nam đáp máy bay đi Bangkok. Chuyến bay VN851 vui lòng khẩn trương ra cửa để khởi hành. Sang bên đó Nam Ly mà đổi lại chưa? Anh à, Cam Ly đâu rồi? Nó mới đây mà. Anh ơi, có cô gái mặc áo gì tắn ra ngoài không? Dạ có, cô đó gì đi ra ngoài. Cô nói sẽ quay lại không? Không, không nói gì cả. Anh ơi, sắp tới giờ bay rồi. Chú Dượng, nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi. Vậy là nó ở lại. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải đi chứ. Cậu Xuân à, Cam Ly nó ở lại, cậu sang bên đó để làm gì? Chúng tôi không cần có cậu. Cô chú không cần, nhưng mà cháu cần phải sang bên đó. Nhưng chúng tôi không cần cậu đâu. Giờ thì không cần gì nữa hết. Cháu đã có những thứ này trong tay rồi. Xin tạm biệt cô chú. Goodbye. Cho em yêu mến biết bao người, và cho em yêu mến trẻ thơ.
Nếu bây giờ máy bay đậu ngay ở đây em có đi hay không? Đi chứ.